À chị em mới tới hả? Hôm nay ăn gì? Dạ con xin lỗi chú, mà chú cho con đồ ăn thừa đó được không chú? Cho tụi con đi mà chú. Vậy là sao? Dạ tại tụi con đói quá mà tụi con hết tiền rồi. Chỗ buôn bán mà làm gì kỳ cục vậy? Không có tiền thì đi ra đi. Chú ơi, con đói muốn tụt cái quần rồi nè chú. Rồi đi ra đi mà. Rồi đi đi đi. Chú ơi, chỗ người ta buôn bán mà không có tiền đi ra đi. Chú đi. Cho con ăn cũng được, mấy chú cho em con ăn đi chú. Con đang đợi vô mà. Đi đi. Chị ơi. Tâm Anh, Tâm Anh. Bé ơi. Tâm Anh ơi, em sao vậy nè? Tâm Anh. Vậy là hai đứa không có nhà luôn hả? Rồi bây giờ hai đứa tính sao? Chưa có dự định gì luôn. À, hay là bây giờ nếu hai đứa không ngại á thì ở lại đây nha. Dạ. Thì chú nhìn hai chị em á, chú nhớ là hồi lúc chú mới vừa tới Việt Nam, nếu mà không có người giúp đỡ chắc chú cũng chết đói ngoài đường rồi. Không có nhưng mà gì hết á. Bây giờ đó, cứ ở lại đây, chỗ nó không sao đâu. Đây là phòng của chú, chú sẽ tìm chỗ khác để ngủ nha. Và chú tự giới thiệu, chú là Julien. Ravi de faire votre connaissance, enchanté. À, có nghĩa là, đó là tiếng Pháp, có nghĩa là chú là vui khi gặp được hai chị em. Dạ, con là Tâm Ý, còn này là em con, Tâm Anh. Ê, mà hai đứa bắt đầu có mùi rồi đó, ăn xong đi tắm nha. Dạ, bộ người tụi con hôi lắm hả chú? Không phải, tụi con có cái mùi như là canalization hay là cái gì á. Gì á? Cái gì là gì? Cái mùi như là cống á. Hả? Thôi, ăn đi rồi chú đi tắm nha. Dạ, chú ơi, để con ăn xong rồi con đi tắm nha. Ừ. Hai đứa ngồi xuống ăn sáng nè. Ê, nóng hổi luôn á. Ừ, ngồi xuống. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, ăn đi. Ủa, sao mặt chú sưng tùm lum vậy? Không sao đâu con, chú không sao đâu. Hú, ở trên trái nữa kìa, ở đây cũng bị nữa kìa. Hú, hai nốt luôn. Ờ, chú không sao đâu. Hai đứa lo ăn sáng đi nè. Chú ơi, hay là chú cho tụi con ngủ ngoài hành lang nha. Tại tụi con mà chú bị muỗi cắn. Không sao đâu, tại vì chú ngủ trong phòng á cũng bị muỗi chích nữa. Chắc vì Việt Nam muỗi nó thích chú hay sao á. À chú ơi, hai để con bôi nước miếng cho chú nha. Bôi nước miếng lên mấy chỗ sưng á, nó sẽ hết liền à. Merci con. À. Ủa con chơi cái gì vậy? Dạ con chơi lạc à. Chú có mua này cho con nè. Ủa gì vậy chú? Cái này là sữa hộp. Đây chú chị cách uống nha. Con sói một phút đây nè. Đó, cầm vô đây. Cầm uống thử đi. Dạ. Ngon không? Ừ. Ngon quá chú ơi. Ngon thiệt không? Dù tiếp đi. Dạ thôi, để con mang về cho chị con uống thử. Thôi, để có gì chú mua cho chị con sao. Cái này phải của con đó, cô uống đi. Dạ, con cảm ơn chú. Đó nha. Dạ. À chú ơi. Ừ. Mấy vết mũi đốt của chú sao rồi? Hay để con chấm nước miếng cho chú nha. Chú hết rồi nè, thấy không? Hết trơn rồi nè. Thôi cô uống sữa đi. Dạ. Ừ, đúng rồi, máy bay con. Chú ơi, chú đã đi máy bay lần nào chưa chú? Ừ, chú đi rồi. Thiệt hả chú? Vui không chú? Vui lắm. À, để chú cho đi thử máy bay nha. Dạ, thiệt hả chú? Ừ, đây. Chú ơi, trên máy bay mà muốn đi tiểu thì phải làm sao hả chú? Mở cửa ra đi luôn hả chú? Mình mở cửa ra mình đi luôn á. Vậy trong nước mưa cũng có nước tiểu từ trên máy bay rơi xuống phải không chú? Đúng rồi đó con. Em ơi, ghê quá à. Ghê quá. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới.
ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.